Rồi, chào các bạn ha. Hôm nay mình xin giới thiệu các bạn một số cái đầu cặp mũi tarot tháo lắp nhanh, chuyên kẹp những collect tarot tháo lắp nhanh có bảo vệ báo tải và không báo tải, sử dụng trên các máy phan bàn có chức năng tarot cũng như là các máy tarot tự động mà có cái độ con là từ M tới 3 trở lên ha. Thì đây là cái cán kẹp nhanh collect MT3 SF20 hiệu INL nhập khẩu Đài Loan ha. Thì nó cấu tạo gồm có hai phần, phần đó là chui con chuẩn là MT3 chính liền không tháo ra được, còn gọi là con chớp ha. Một cái phần còn lại là một cái đầu kẹp nhanh collect chuẩn là SF20. Thì chuyên để cái đầu kẹp này chuyên để kẹp những collect từ M8 cho tới M24 chuẩn là TC820 hoặc là TC820B, cũng như là kẹp được một số cái collect của hiệu khác như là Trademark hay là Vertex, miễn sao là cái đường kính cái chui của collect nó cốt nó là 31 là lắp vô giờ. Mình sẽ test thử luôn ha. Đây, model là MT3 SF20 hiệu INL. Thì ngoài cái này nó còn có một cái loại lớn hơn nữa là con lớn hơn là MT4 SF20. Thì cấu tạo cũng như thế này thôi. Nó là cái kiểu đầu tháo lắp nhanh dạng frigid ha, là không có độ nhúng nè. Ở đây là có những cái collet TC820 có bảo vệ báo tải. Này là collet từ M8 đến M24 ha. Thì cái dòng MT3 SF20 nó sẽ cho phép kẹp những được những collet tarot dạng như thế này hoặc là những cái dạng khác, miễn sao cái đuôi của nó là có kích thước là khoảng là 31 mm. Đó là sẽ thuộc về dạng con dạng collect số 2 ha. Thì đó. Này là bốn cái. Đây mình có rất nhiều cái collect ha. Mình sẽ gỡ ra. Rồi bạn xem thử luôn. Rồi lát mình sẽ kẹp luôn. Kẹp. Thì cái dòng này nó ưu điểm là kẹp rất là nhanh, nhưng mà có khuyết điểm cái là giá thành nó mắc cao. Thì do mỗi một cái cán như thế này là xài chung nè, từ M8 cho tới M26 luôn. Còn đối với cái mũi tarot thì mỗi một mũi tarot tương ứng, chuẩn tương ứng thì phải sử dụng một cái collet như thế này. Thì trung bình một cái collet như thế này giá thầm thầm khoảng 1,2 triệu cái ha. Nên là rất là mắc khi mà sử dụng. Được cái là bù lại nó kẹp rất là nhanh. Và cái độ nó bảo vệ cái mũi chúng ta rất là mũi tarot rất là tốt, khi mà bị kẹt phôi hay là quá tải gì đó thì nó cho phép nó trượt vài vòng trong một vài giây thì hạn chế cái gãy mũi tarot. Sẵn rõ cái này ra cho mình rõ cho mọi người. Đấy. Thì đây mình có sẵn cái mũi tarot M10 nè, chuẩn giáp ha, mình sẽ lắp xem thử luôn. Đây thì cái mũi tarot M10 chuẩn giáp nó sẽ có cái đường kính tròn là 70, cạnh vuông là 55. Thì lắp mũi tarot thì vô thì mình chỉ cần ấn cái này vô, kéo cái này vô nè, nó vô buông ra là nó sẽ giữ cái mũi tarot. Thì lắp vô cái cán này cũng rất là nhanh, trong vòng khoảng một giây là xong thôi, là do nó là kiểu lắp nhanh mà. Rồi đó, lắp vô như thế là đúc cho máy tarot hoặc máy phan bàn tarot là có thể là tarot được rồi. Tháo ra lắp lại.
rất là nhanh. Thì nó có thể cho phép lắp được cái hãng mũi của cái hãng collet của hãng khác ha. Đây là hãng cùng hãng của nó nè, IL. Mình sẽ lắp một cái hãng khác. Đây là hiệu Checkmark ha, cũng là M10 nè. Đây là cũng là collet M10 chỉnh díp luôn. Nó có cái đường kính đuôi collet hồi nãy mình nói đó, nó là 31 luôn. Thì nó sẽ lắp vô được cái đầu này đó, đúng bằng 31 luôn ha. Thì M10 đây thì cũng lắp cũng tương tự thôi. Rồi nó sẽ giữ rồi đó. Cứng nè. Lắp vô cũng đơn giản thôi. Cũng giống như cái đó. Xong, trong vòng chưa đầy một giây thì là xong rồi. Nó mới gửi về cái ấy nó. Thì ngoài cái lắp được cho những cái collet chuẩn TCS2B cũng như là TC820 thì nó còn lắp được một số chuẩn như là collet bảo vệ không có bảo vệ tải nè. Đây, mình đã có sẵn cái luôn. Đây là collet có không bảo vệ bá tải nè ha. Thấy nó cấu tạo nó khác với thằng bảo vệ bá tải nè. Nó nhỏ, nó mỏng hơn. Nhưng mà cái đuôi nó vẫn là 31 nha các bạn. Đây, lắp vô. Collet này thì nó rẻ hơn. Đó. Tháo ra. Vô. Rất là nhanh. Thì ngoài lắp collet số 2 này ra, nó còn có lắp buộc cái collet số 1 luôn. Đây mình có cái chuẩn là TCS1B cũng như là TC312 M10 ha. Mình sẽ lắp luôn, đây là collet nhỏ nè. Thấy là so sánh với cái này là nó nhỏ hơn rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ lắp được, vẫn lắp được bình thường luôn. Với cái điều kiện là mình mua thêm cái bộ chuyển đổi. Đây là cái bộ chuyển đổi từ số 2 sang số 1 nè. Đó, đầu tiên mình sẽ lắp cái thằng số 1 vô thằng này. Đó. Lắp vô ha. Đây, lắp vô. Rồi sau đó lắp vô cái chui này. Chui cán này rồi, như thế là có thể lắp được collet chuẩn số 1 luôn. Đó, từ M3 lắp xuống. Ở thì quý khách hàng nào có nhu cầu mua đầu kẹp nhanh thì liên hệ số điện thoại là 0975 157 412 ha. Hàng luôn có sẵn luôn.